Nhà đất Hồng Sơn xin kính chào quý anh chị khách hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Hôm nay mình sẽ review giới thiệu cho quý vị một căn nhà có diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài là 17m đúng, được chủ nhà thiết kế 1 trệt 3 lầu đúc 4 tấm luôn quý vị nha. Một căn nhà có đầy đủ công năng gồm sân đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Nhà này có 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, vừa mới hoàn thiện, mình tranh thủ review cho quý vị đang có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua an cư lạc nghiệp hoặc là mua cho thuê mà có tầm tiền phân khúc trên 4 tỷ thì có thể theo dõi kỹ video này. Nếu thấy căn nhà này đẹp hợp lý thì có thể alo cho nhà đất Hồng Sơn. Hẹn gặp mình ở vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú, mình sẽ dẫn quý vị đi xem trực tiếp. Vì nhà này có địa chỉ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, cách vòng xoay An Phú, ngã 6 An Phú chỉ tầm khoảng là 2 km thôi quý vị nha. Một vị trí rất là thuận tiện, nằm trên trục đường DT743, lưu thông song song với con đường liên huyện, giáp danh với thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Đây là một mẫu nhà rất là đẹp, được xây dựng rất là chắc chắn và kiên cố. Anh chị nào đang có lô đất mà ngang năm sâu 17, 18, 20 thì hãy theo dõi kỹ video này. Nếu thấy mẫu nhà này đẹp, hợp lý thì mình có thể áp dụng xây theo. Và quý vị hãy lưu video về hoặc chia sẻ lên Zalo, Facebook để lúc cần có thể alo cho Hồng Sơn để mình đi xem quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ review con đường cũng như là cơ sở hạ tầng cũng như là mặt tiền căn nhà cho quý vị cùng xem nhé. Và đây là mặt tiền căn nhà này. Mặt tiền máy thái hình chữ A, rất là đẹp, ban công vuông. Và lan can thì được chủ nhà làm sắt đúc kỹ thuật, khá là đẹp quý vị ạ. Nhà này có hướng Tây và có con đường phía trước rộng 7m thông, vỉa hè mỗi bên là 3m quý vị nhé. Một con đường nhựa rất là đẹp, nằm trong khu dân cư cao cấp của phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi đây đang được xây dựng rất là nhiều căn nhà 1 trệt 2 lầu đồng bộ như thế này. Một trục đường thông rất là lớn quý vị nhé. Đường thông bàn cờ trong dự án mình có thể buôn bán nội khu được. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà rồi mình sẽ cùng di chuyển vào trong tham quan chi tiết ở trong. Quý vị nhớ xem hết video và hãy tặng cho mình xin một tim, một like, một đăng ký kênh nếu chưa ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới nhất của nhà đất Hồng Sơn, review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem. Đây là khu vực mặt tiền này. Mặt tiền thì được chủ nhà ốp gạch đá lên tới trên. Chủ nhà có DJ chờ camera sẵn ở đây quý vị nhé. Và cửa chính thì được chủ nhà làm 2 lớp cửa. Ở ngoài mình sẽ có một lớp cửa cuốn đức, phía trong có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha 4 cánh kết hợp với kính cường lực và rèm thì được chủ nhà gắn đầy đủ hết rồi. Di chuyển vào trong khu vực tầng trệt của căn nhà. Phía trên mình có trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led cũng như đèn chùm được chủ nhà trang bị ở giữa khu vực phòng khách nhà mình. Ở dưới là khu vực phòng khách quý vị nhá. Và ngoài đây là khu vực sân đậu xe hơi, sân đậu xe máy được. Chủ nhà để phòng khách rất là dài vì nhà có diện tích ngang 5 mà sâu 17. Vách bên trái thì chủ nhà làm kệ tivi này, rồi tủ rượu này. Khu vực sân ở đây thì được chủ nhà ốp những khung tranh, được chủ nhà làm phào chỉ, khá là đẹp nha. Một mẫu nhà rất là đẹp. Bên tay trái là kệ tivi, còn bên phải là khu vực phòng khách mình ngồi xem tivi. Phòng khách thì chủ nhà đã tặng cho mình một bộ sofa da rất là đẹp. Nhà này thì chủ nhà có tặng một số nội thất như là sofa phòng khách, bàn ghế ăn 6 ghế rất là đẹp, cộng với giường tủ của các phòng ngủ trên. Quý vị nhớ xem hết video, mình sẽ review chi tiết các phòng ngủ cũng như phòng giặt, phòng thờ ở trên. Nhà này sẽ có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh. Lầu trên cùng chủ nhà để phòng thờ, sân phơi, sân thượng trước, sân thượng sau. Quý vị nhớ xem hết video nhé. Mình sẽ review kỹ cho quý vị xem. Và nhà này có mức giá là 4 tỷ 800 triệu đồng. Giá này vẫn còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Ở đây mình sẽ có một tiểu cảnh khô ở khu vực dưới gầm cầu thang, tạo một không gian thư thái, thoải mái cho khu vực phòng khách nhà mình.
Ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp thì ở đây mình sẽ có cầu thang được chủ nhà làm gỗ sồi kết hợp với kiến cường lực nha. Và bên đây mình sẽ có một tủ rượu lớn này, một tủ rượu được chủ nhà đóng gỗ ăn cường rất là đẹp quý vị ạ. Quý vị đang xem nếu thấy nhà này đẹp hãy tặng cho Hồng Sơn xin một tim, một like và một chia sẻ lên Zalo, Facebook để quý vị có thể lưu video này về lúc cần quý vị có thể lấy ra dễ dàng nha. Khu vực phòng bếp nấu ăn rất là rộng rãi và thông thoáng này. Ở đây có bộ bàn ăn 8 ghế bằng chất liệu gỗ sồi chủ nhà đã trang bị sẵn rồi. Và bên đây thì có những dàn tủ để đồ, tủ rượu nha. Và khoảng trống này chủ nhà làm một khoảng trống để mình kê tủ lạnh 4 cánh. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn tủ bếp trên và dưới. Vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực sơn màu xanh. Ở đây chủ nhà làm một dàn tủ bếp cao cấp được chủ nhà phủ simili rất bóng và đẹp. Trên đây sẽ có quạt trần tạo một không gian thông thoáng ở phòng khách để mình ngồi ăn cơm, nấu ăn thông thoáng. Và phía cuối căn nhà sẽ có khu vực giếng trời. Ở dưới khu vực giếng trời thì chủ nhà làm một tiểu cảnh hòn non bộ ở khu vực này này. Tủ cảnh này quý vị nhá, mình có thể bật nước và treo những giỏ lan ở đây. Ở trên đây sẽ có giếng trời tạo một không gian thông thoáng, vừa lấy sáng lấy gió tự nhiên cho căn nhà. Phía cuối mình sẽ có một phòng vệ sinh ở tầng trệt. Nhà này thì có 4 phòng vệ sinh quý vị nhá. Nhà này sẽ có 4 phòng vệ sinh. Quý vị nhớ xem hết video. Mình sẽ quay hết trên lầu cho quý vị xem. Các phòng ngủ trên ở tầng giữa thì đã có nội thất như giường, tủ áo rất là đẹp. Với mức giá 4 tỷ 800 triệu đồng là quý vị sở hữu một căn nhà đẹp như thế này rồi. Ngang 5 sâu 17, tổng là 85m², nhà hướng Tây. Tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà này nằm trong con đường Xương Cá của đường DT743, nối dài từ khu ngã tư 550, khu vực Quân đoàn 4, Bình Chiểu, Thủ Đức, lưu thông lên tới ngã tư Miếu Ông Cù quý vị nhé. Lên lầu trên cùng, lầu giữa quý vị nhé, nhà này thì còn 2 lầu trên nữa. Lầu trên đây sẽ có 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh riêng trong phòng như thế này. Nội thất đầy đủ hết quý vị ạ. Từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng sen thiền cũng như gương soi được chủ nhà trang bị đầy đủ hết cho căn nhà. Ở đây sẽ có 2 dàn tủ áo hai bên cộng với bàn làm việc, bàn trang điểm và bên đây thì sẽ có giường và bàn đêm quý vị nhé. Phòng ngủ được chủ nhà trang trí rất là đẹp. Và ở đây mình sẽ có sân thượng sau này. Sân thượng sau đây quý vị nhé. Đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ hết rồi. Mình mở cửa ra rất là thông thoáng nhé. Bây giờ mình sang tới phòng ngủ thứ hai, phòng ngủ master. Đây. Phòng ngủ master đấy quý vị nhé. Phòng này cực kỳ rộng luôn. Nội thất đầy đủ này. Phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Nội thất gồm có này. Bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, sân thuyền, bồn tắm nằm quý vị nhé. Cửa nhôm sinh pha kết hợp với kính cường lực. Một căn nhà rất là đẹp. Và bên đây thì mình sẽ có giường. Phía trước là ban công phía trước, cũng như cửa sổ thì được chủ nhà gắn rèm đầy đủ hết rồi. Khu vực bên đây thì sẽ có tủ áo và bàn trang điểm được chủ nhà trang bị sẵn ở đây. Mình còn 2 lầu ở trên nữa quý vị nhá. Quý vị nhớ xem hết video và hãy tặng cho mình xin một tim, một like ủng hộ nhà đất Hồng Sơn. Bên nhà đất Hồng Sơn quay lên YouTube không có bật kiếm tiền để cho quý vị xem thoải mái, không bị chèn quảng cáo. Bù lại thì quý vị có thể tặng cho mình xin một tim, một like hoàn toàn miễn phí nhé. Để mình có động lực review lên nhiều mẫu nhà đẹp cho quý vị xem tham khảo. Lên trên lầu đây còn 2 phòng ngủ rộng rãi nữa quý vị này. Đây là phòng ngủ thứ 3, có cửa sổ chỗ sang khu vực hành lang lối thoát hiểm phía sau. Một căn nhà rất là đẹp với 4 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ, sân thượng trên cùng.
Và đây là phòng vệ sinh chung, phòng vệ sinh thứ tư cho hai phòng ngủ ở lầu trên cùng này quý vị nhé. Một căn nhà rất là đẹp. Và đây là phòng ngủ thứ tư này. Bốn phòng ngủ rõ ràng quý vị nhé. Và phòng nào cũng được chủ nhà trang bị hệ thống máy lạnh cũng như là cáp nét đầy đủ hết. Đây là hệ thống cáp nét này quý vị này, được chủ nhà đi sẵn cho mình rồi. Và đây là hệ thống máy lạnh. Những dạng này thì như đường nóng lạnh, đường năng lượng mặt trời, đường cáp nét đã được chủ nhà đi sẵn hết cho quý vị rồi. Lên tới lầu 3, nhà này 1 trệt 3 lầu, đúc 4 tấm luôn quý vị nha. Lầu 3 phía sau đây là khu vực sân phơi này. Sân phơi nhé quý vị, kê máy giặt phơi đồ khu vực này. Ba lầu. Chủ nhà lợp xíu đằng trước, còn ở đây thì chủ nhà đúc bê tông cốt thép quý vị nha. Đây mình có giếng trời này. Và đây là khu vực phòng thờ này quý vị. Phòng thờ khá là rộng rãi nha quý vị. Khu vực phòng thờ. Và đây là sân thượng trước này. Đây con đường phía trước, một khu dân cư cao cấp đang được xây dựng này. Chủ nhà có lập xíu tôn ở đây khoảng tầm khoảng 1 mét, còn ở trong là đúc bê tông cốt thép quý vị nha. Rồi cảm ơn quý vị đã theo dõi video, mình xin kết thúc video tại đây.